Kênh Nội Sinh Thờ Đụng xin chào quý vị và các bạn nhé. Cũng lâu rồi mình không lên video. Hôm nay mình lượm được mấy hôm trước mình lượm được một cái quả cổ của Thái. Cây này là dinh nguyên bản 100%, chỉ thiếu bộ lồng. Bộ lồng nó lâu ngày quá nó dỉ, là quăng, không thể sử dụng được nữa. Từ bạn thôi, cái phe mà đóng cái bạc thôi mà sáng dơ bằng ươm, dây còn tốt, tục đạo còn tốt nha. Cái này là bằng nhôm nhá, bằng phẳng bằng ốc nè, nhìn đây mình đã nó bị nứt lên nhưng không sao. Thì cái này thì nó không sao cả, trục bạc còn nguyên dinh, bao nhiêu chục năm mà vẫn còn nguyên dinh. Cái nhà này người ta ít dùng cho nên là đây là bộ số. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp vô nhá, lắp vô mình thử cho các bạn xem. Thì vừa làm vừa nói chung là cũng lâu rồi, khá lâu à, và dinh quần bị đứt mất rồi, người ta không chạy được, nó bó cái này, nó bó bạc à, lâu ngày không có dầu mỡ nó bó, bắt đầu nó không chạy được. Thì người ta đã vứt trong kho, và cái dây nguồn bị hư thì mình sẽ lấy cái dây nguồn khác mình thay vô nhá. Cho nên là họ vứt trong kho thì giờ có mới dây như vậy, chứ còn không nữa thì cũng ấy đâu, kể cả cái chốt đây cũng là chốt của nó này. Thì mình đã về, mình đã vệ sinh, thì hôm nay nhân tiện mình ráp vô, mình quay cùng các bạn xem cho vui. Và mình cũng lượm được một cái đầu của nó, cũng là của Thái đây, cái cổ đây. Nhưng mà cái đầu này thì còn zin, nhưng tốc năng thì đã được thay, trục này cũng thay rồi, trục này là trục của Senko vô rồi, cho nên mà mình để đây. Có một vấn đề nào đó ai cần thì mình sẽ lắp ráp cho họ hoặc là gả lại cho họ mình sử dụng. Thì bây giờ mình sẽ lắp cái này cho các bạn xem, nó cũng gì nhỉ? Đây là mình đang bỏ vô nhá. Mình dùng cái đồng hồ này mình sẽ đo cho các bạn xem. Sẽ bật cái đèn lên đây cho các bạn xem còn sống hay chết nhá. Đây là cái dòng quạt này là nó có 5 dây đi xuống. Thì dây chạy là dây trắng, dây đề là dây xanh nhá. Nó khác hơn cái dòng khác. Đây mình đo cho mọi người xem, trắng là dây chạy này, cũng dây đề này, nó tầm 600 mấy ohm đó. Đây là tụ xin lỗi nhé, đấy tầm 700 ohm này nhá. Giờ là phân biệt ba đầu dây số này, thì cái số nào to ohm nào to thì là cái số là chạy yếu. Đây là 400, 435 này, dây xanh này là chắc dây số 2, thì nó thường thường 300 đó, dây đó là 307 này, 403 này, cách nhau 100 ohm. Thì đây này là tầm 5-600 gì đó đấy, 459 500. Thì mình sẽ đấu là 1 1 2 3. Bây giờ mình sẽ làm đấu vô cho các bạn xem. Mình cho cái đồng hồ này ra phía ngoài đi. Thông cảm nhá, mấy đứa trẻ nó chuyện hơi ổn. Cái dây bao nhiêu năm nó vẫn mềm mại lắm các bạn. Thế nó không như cái dây bây giờ từ Việt Nam mình sản xuất đâu, cứ ngắc chạy được vài năm. A4
Thì xong mình sẽ đổ cái ốc này ra nhá. Để mình tìm con ốc cổ. Đây. Còn cái tay xiên. Tay xiên để đấu vào. Mình đã lắp lỗ nè, lấy nước ra đã, cho cái tay xiên này vô đã nha. Mình sẽ cố định cái cổ này lại. Mình có hai bộ số nhưng mà mình coi cái nào ok nhất là mình sẽ dùng nha. Mình sẽ lấy bộ này đi vì cái này nó đã gãy rồi. Mình nhìn thấy nó đã gãy rồi. Mình sẽ đổ mình lên cho ta.
chung nó khá lâu rồi mình không, không có thời gian mà quay video hoặc làm cái gì được. À, xin chào mọi người nhé. Hôm qua thì đó có công việc cho nên mình không thể tiếp tục quay video được. Và đi đến mãi tối mới về, cho nên là mình không quay được. Thì sáng nay mình đã tiếp tục để mình quay. Thì hôm qua mình tối mình về thì mình có những cái không quan trọng thì mình đã lắp ráp vô đấu tủ, rồi đấu tủ, đấu công tắc. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình ráp cái thân nó vô nha. Thì đấu tủ, đấu công tắc xong rồi thì mình ráp về cái quạt này, là nó có cái làm này. Khi ta lắp vô thì ta cứ nhấn nhấn xuống này, này bạn theo có những cái ngàm. Nhảm vô cái đấy. Nhảm nó vô. Và khi tháo thì cũng là gỡ nhảm như vậy. Mình có chọc cái đế không đấy. Đây là cái đế của nó đây. Đi một số cái sổ sẻ. Thế là kết quả đã xong nhé.
Để còn lắp cái vô tay, bây giờ mình trước mắt mình sẽ lắp cho các bạn xem, chứ bây giờ video thì kéo dài. Đây, nó chạy chưa? Rất mực mà nha. Chức năng quay ổn định ạ. Mình sẽ cho cái cánh vô nha. Cộng xe. Rất tích và rất mát nhé. Đây là toàn cảnh cái quạt. Và mình sẽ ráp cái bộ bộ vỏ của nó vô đây nè. Các bạn thấy không? Ít nó vô nữa là đã hoàn thành. Thì video cũng đã giảm, cho mình xin kết thúc video tới đây. Xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Nếu các bạn thấy hay thì đăng ký kênh, chia sẻ những cái điều các bạn biết xuống dưới comment để mình cũng muốn học hỏi để mà nâng cao bản thân. Xin cảm ơn các bạn.